Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với bản tin game tiếp theo channel của mình. Và như thường lệ, mình là Namat. Xin chúc anh em có những giờ phút thư giãn vui vẻ nhé. Vậy là sau một thời gian dài im ắng, cuối cùng PUBG PC cũng đã chịu ra mắt chế độ mới với tên gọi Fiction War Mode. Hiểu đơn giản là chiến tranh viễn tưởng. Để hiểu rõ về chế độ này, anh em nếu như đã chơi War Mode trên PUBG PC hay là mobile trước đây sẽ thấy rất là thân quen với một cái bản đồ diện tích chật hẹp và được chia làm hai đội, với mỗi đội gồm có 8 người. Bên nào đạt được 200 điểm trước hoặc sau 15 phút, bên nào có nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Bạn có quyền chọn một trong 4 dòng kỹ năng riêng cho nhân vật của mình, bao gồm tấn công, medic, hỗ trợ và trinh thám. Với mỗi lớp kỹ năng thì bạn sẽ khởi đầu với bộ spawn kit riêng. Như là với lớp tấn công, bạn sẽ được phát cho một khẩu M416 với 60 viên đạn, một khẩu lục R1895 với duy nhất 7 viên cùng bộ mũ giáp cấp 1. Bạn chỉ có 5 chiếc Bandit và một chiếc Red Dot duy nhất để bắn nhau mà thôi, thế nên cần phải xử lý chính xác và cướp đồ từ xác của kẻ thù để tiếp tục chiến đấu. Nếu như chọn hệ Medic, UMP45 cùng lục Shotgun sẽ là vũ khí của bạn. Bù lại, mũ giáp lúc này sẽ là đồ cấp 3. First Aid, Medkit, ống tiêm và Painkiller mỗi thứ sẽ có một cái và khả năng cứu đồng đội nhanh chỉ mất 1 giây mà thôi. Với lớp thứ 3 hỗ trợ thì Shotgun F12K cùng Scorpion sẽ là vũ khí mà bạn mang theo. Bộ đồ thì sẽ là cấp 2 và Bandit. Sự khác biệt ở chỗ là bạn sẽ có tới 2 quả nết, khiến cho việc giải tán đám đông hay công nhà sẽ là cực kỳ chí mạng tại đây. Cuối cùng là trinh thám. Bạn sẽ có bộ đồ cấp 1, nhưng bù lại thì bộ đồ cỏ sẽ giúp cho bạn ngụy trang là tốt hơn rất nhiều. K98 và P18C sẽ là thứ bạn được sở hữu với tận tới 30 viên đạn lục, rất hào phóng so với các hệ còn lại. Đây cũng là cái tip duy nhất có khả năng sở hữu ống ngắm X4, giúp cho bắn ở tầm xa là tốt hơn. Bản đồ tạm thời sẽ là San Hốc. Ngẫu nhiên mỗi trận, một địa điểm bất kỳ sẽ được lựa chọn và bạn cần phải tìm cho mình một cái hệ phù hợp với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể thay đổi ngay trong trận bằng cách bấm M và chọn một hệ khác phía bên trên góc bên phải màn hình. Sau khi bạn đã chết và được hồi sinh, toàn bộ trang bị sẽ được thay đổi, nhưng hãy thực sự cẩn trọng khi nhảy dù vì nếu như lọt ra ngoài bo thì lượng máu trừ đi là rất khủng khiếp, cũng như là nếu như bung dù quá sớm thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đáp được đất. Quy tắc cộng điểm thì khá là đơn giản. Nốc được một kẻ thù thì bạn sẽ được cộng 1 điểm. Nếu như hiện kill thì bạn sẽ được cộng 3, nhưng sẽ bị trừ tới tận 5 điểm nếu như nốc nhầm hay là giết nhầm đồng đội. Việc cứu lại đồng đội cũng sẽ giúp bạn cộng được 1 điểm thêm vào kho điểm chung của toàn team. Thế nên hãy đồng tâm hiệp lực vì chiến thắng sau cùng nhá. Chỉ tiếc là chế độ này vẫn mới chỉ là thử nghiệm. Mọi thông số sẽ không được tính vào Survivor Pass, thế nên chỉ mang tính chất tham khảo. Vô thưởng vô phạt dẫn tới tình trạng thoát trận xảy ra là khá thường xuyên trong những cái team bị ăn hành. Anh em cảm thấy chế độ này như thế nào? Liệu đã hợp lý hay chưa, khi mà sau một số những cái trận đấu thì chế độ này theo mình vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm và còn nhiều thứ phải làm, như lượng đạn của Ro tấn công quá là hạn chế hay Ro Medic cũng vậy. Dẫu biết là để cân bằng nhưng PUBG suy cho cùng vẫn cứ là game bắn súng. Để giành chiến thắng thì có vẻ như trinh sát và tấn công sẽ vẫn cứ là được ưu ái vượt trội hơn so với những cái Ro còn lại. Hãy cùng mình thảo luận thêm phía bên dưới comment video này nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong các bản tin game tiếp theo. See ya! Thank you.